Vâng, Hoàng Giao xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao Đô. Trong clip lần này thì Hoàng Giao sẽ mời các bác chúng ta sẽ cùng quan sát cái nội thất của một trong những dòng âm ly rất là nổi tiếng của hãng Fisher. Model của dòng ngày hôm nay thì Hoàng Giao xin giới thiệu đến các bác là âm ly Fisher 800T. Các bác nhá, dòng 800T này là cái dòng gọi là cái hết số của cái hãng Fisher rồi. Và nói đến 800T thì chắc chắn nó là các bác nghĩ ngay nữa là nó là những con âm ly là có thể chơi rất rất nhiều các dòng loa trên thị trường, và đặc trưng là những dòng loa của AR. Phải nói đến những AR3 căng cước, bánh bò rồi bánh tiêu thì nó là một cái cặp bài trùng rồi, không thể tách rời nhau được các bác nhé. Thì đây nó là cái kinh nghiệm của rất nhiều anh em chơi audio đã truyền tai nhau cũng như là chia sẻ cho nhau rồi, chứ cái đây không phải là cái Hoàng Giao Audio đưa ra. Nhưng nó phải khẳng định rằng là chắc chắn đã nhiều người truyền tai nhau, đã nhiều người chia sẻ cho nhau AR3 là phải ghép với 800T chẳng hạn, thì chắc chắn nó phải như thế nào thì người ta mới truyền tai nhau như thế các bác nhá. Thì trong clip lần này thì em cũng xin không nói thêm gì về dòng này quá nhiều, bởi vì có nói nữa thì các bác cũng biết rồi những cái chất hay của những con âm ly 800T này. Một trong những dòng âm ly cũng rất là đắt tiền các bác nhá, rất là đắt tiền của hãng Fisher. Thì cái dòng này nó là dòng âm ly Mỹ cổ, sản xuất cách đây cũng từ những thập niên 60 rồi, cũng mấy chục năm tuổi rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại ngày nay, mấy chục năm rồi, thì các bác để ý nội thất của nó còn rất là đẹp và mới các bác nhá. Về mặt mũi hình thức bên ngoài thì có thể nhìn đây, về cái thiết kế của Fisher đặc trưng là các bác nhìn này. Đấy, giải đài này, các núm nước bọc đồng này. Đấy. Thì 800T này thì nó có hai đời, một đời là nguồn xanh bộ đội và một đời là nguồn đen. Thì như theo em được biết ấy, thì rất nhiều shop và cửa hàng người ta bán ấy, người ta phân biệt là nguồn xanh thì đắt hơn, nguồn đen thì rẻ hơn. Nhưng mà thực ra mà nói ấy, cái xanh và cái đen nó chả liên quan gì đến cái phần hay hay không hay các bác ạ. Đấy, nhiều người nói rằng là nguồn xanh nó đắt hơn để nó hay hơn. Thực ra thì cái này nó chỉ là một cái đưa ra để cho các bác lựa chọn thôi. Chứ còn nó cái nguồn đen, nguồn xanh nó không có gì khác nhau cả. Mà mình có thể nói rằng là nó hay hơn. Nó hay hơn hay không nó phải phụ thuộc cái mạch âm sắc nữa, chứ không phải là chỉ là cái màu nguồn này, nó chỉ là cái màu thôi, nó chả có liên quan gì đến cái chất âm hay hay không hay cả. Nên là rất nhiều người là mua những con nguồn xanh nó bị đội giá lên rất là nhiều. Đấy, nó cũng giống như kiểu là các bác đi mua âm ly Sansui giống như là dòng 9090 chẳng hạn, DB chẳng hạn, nó có sassy vàng, sassy trắng ấy. Thực ra thì những cái dòng sassy nó chả liên quan đến âm sắc cả. Không phải là sassy vàng nó hay hơn đâu, chẳng qua là nhìn nó bắt mắt hơn thôi, nhìn nó sáng sủa hơn thôi, thì nhiều khi anh em đẩy giá lên thôi, chứ còn bình thường nó chẳng khác cái gì cả. Đấy, đó nên nó không khác cái gì cả, nên là nhiều khi là các bác là cứ theo cái thị hiếu là thì chắc chắn là các bác phải mua giá cao thôi. Thì cái đó thì em không bàn tới nữa, thì quay về chủ đề chính ngày hôm nay. Thì các bác có thể nhìn đây, đây là phần mặt trên của nó đây. Dòng âm ly Mỹ cổ thì linh kiện của nó này, làm thì tất cả đồ này làm đều làm handmade, tức là bằng thủ công bằng tay, lắp ráp bằng tay hết. Đấy, và mấy chục năm rồi, những cái mối hàn rồi những cái chân của nó làm rất là chắc chắn các bác nhá. Phải nói cái sàn này là sàn nhôm, đặc trưng của những dòng âm ly Mỹ, nhất là Fisher, thì đều làm sàn nhôm và âm ly Scott, nên là nó không bao giờ nó hàn được. Đấy, nguồn này, tụ này, tất cả là đều là tụ zin hết thôi máy. Nói đến là Fisher 700T thì 800T thì chắc chắn là các bác phải biết rồi là nó phải chạy sò Motorola -7 rồi, không thể lệch đi đâu được. À, những con mà -5 thì giá trị là sẽ thấp hơn, bởi vì -7 là cao nhất rồi, -4, -5, -7 đấy. Thì các bác nhìn này, sò của nó đây là sò nhôm Motorola, nó có những cái sò số -7 này đấy, tất cả những số đều là -7. Cầu đấu loa thì có hai cầu đấy, các bác nghe là có hai cầu đó. Thì đây là cái anten này, anten bắt sóng các bác nhé. Đó, đây về mặt sau này các bác có thể nhìn nha. Đây, phần đáy của nó đây, tụ này, tất cả đây là tụ xịn hết nha. Tụ này là chưa có con nào thay cả. Đấy, thậm chí có cả tụ tên là Fisher rồi này. Đấy, chiết áp cũng thế nha, chiết áp xịn nha, không có con nào bị nai chiết áp cả. Nói chung là máy nguyên bản, nguyên zin các bác nha. Bao zin toàn bộ cho các bác. Đó, những cái dòng này thì các bác biết là 500TX ấy. 500TX là rất hay bị lên đời thành 800T. Đấy, các bác lưu ý nha, 500TX là rất hay bị lên đời, vì 500TX thì nó cũng nói về thiết kế thì nó mặt mũi thì nó giống hệt luôn con này luôn. Nó chỉ khác nhau là cái màu này là con này. Khác màu cái màu này thôi. Đây là nhiều khi là nó tô màu lên, các bác không thể biết được.
nhưng mà khi phải tháo máy ra các bạn nha, cái tháo máy là các bác may là các bác phân biệt được nó khác nhau chỗ nào. Thì rất nhiều các bác đã bị mua cái kiểu là không để ý, bị kiểu là mua bị lừa ấy, thì đã bị là 800T, 500TX lừa thành 800T, thay cái tem đây nữa đấy là thành 800T. Đấy, nên là các bác lưu ý cho em là 800T nó khác nhau hoàn toàn. Nếu mà chúng ta nhìn cấu tạo bên trong thì chúng ta sẽ phát hiện được đấy, dòng 800T nó khỏe hơn. Nên tại sao nó đánh được tiếng bass nực và cũng như là cho âm sắc rất là hay khi ghép với những dòng loa AR3, nhất là dòng AR3 căng cước cánh bò thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Gặp những con này thì nó là đối thủ luôn rồi, không thể lệch đi đâu được các bác nhé. Ok các bác, đây là một con nguyên đai zin các bác nhá. Còn vỏ viếc này, các bác nhìn logo Fisher còn dán này, vỏ xịn nhá, vỏ xịn các bác nhá, vỏ xịn nguyên bản luôn. Đấy, sàn máy này, nắp máy này, đó, mặt mũi rất đẹp luôn. Những con này thì thực ra thì trên thị trường thì rất nhiều anh em bán, giá là nó cũng chắc chắn là nó sẽ không thể giống nhau được. Mỗi cửa hàng bán một kiểu, người nào nhập cao thì bán cao, người nào nhập rẻ thì bán rẻ, đấy, kiểu như thế. Rồi là phụ thuộc vào đẹp xấu nữa, nó nhiều vấn đề. Nói chung là cái đó thì Hoàng Gia cũng không quan tâm, nhưng vấn đề là nhập được giá tốt thì để cho các bác giá tốt thôi. Con này thì em xin báo giá cho các bác nhá. Giá cho em Omni Fisher 800T đây, Hoàng Gia đang bán với giá là 50 triệu đồng các bác nhá, 50 triệu đồng ạ. Đó, 50 triệu đồng các bác nhá. Bao zin toàn bộ cho các bác. Bao zin toàn bộ luôn. Đấy, để cho các bác yên tâm sử dụng, các bác có thể kiểm tra, gọi thợ đến check thoải mái luôn các bác nhá. Bao zin toàn bộ. Cảm ơn các bác nhá. Vâng ạ, sản phẩm này không bao gồm tiền ship. Cảm ơn và xin chào, và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.